xe mới khởi hành, bây giờ ra phi trường Phú Quốc để về lại Sài Gòn. Thank you.
thức đẹp quá. Chứ sớm đi trễ vài ngày là ok rồi. Sớm quá mưa không. Xe chợ thấy ủa sao không? Sao trên sân bay gì mà đường vắng tàn lại gì đâu không à? Đây là trung tâm này. Từ sân bay về sân bay về sân bay á, từ nãy nó có hai đường á. Dù đi hai đường đó là về gặp nhau hay là gặp nhau ở đây nè. Tiện ha. Nó quá tiện. Đi trung tâm. Đây là đường băng cũ, sân bay cũ. Đó đường băng đó. Ngày xưa có hai lần đỏ đắp rồi, chứ lần đó đắp được. Thì hai bên là có dự án là trung tâm thương mại. Cỡ bao nhiêu anh? Nó cũng giống như liền ở đây, có chỗ cao có thấp. Có chỗ thấp à, chỗ trung tâm nó mắc hơn chỗ quen, quen. Khu ngoài đây cũng là mắc rồi anh hả? Dạ, qua đây mắc, trung tâm.
vô thành phố trung tâm. Tại ở ngoài bên kia toàn là mấy khu du lịch, du chơi, ăn chơi không à. Đây là thành phố trung tâm, khác biệt, giống Sài Gòn. Đông đúc. Nguyễn Trung Trực, Phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Đây là đường Nguyễn Trung Trực, Phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Nguyễn Trung Trực. Hồi xưa ở đây là thị trấn Dương Đông. Hồi xưa đây là huyện Phú Quốc, đây là thị trấn. Đầu năm 2021 nó lên là thành phố Phú Quốc rồi, nó sẽ lên là phường. Thì giờ xưa là hai thị trấn, 8 xã 10 ấp á. Bây giờ là hai phường, 8 xã 10 ấp. Dưới cầu đây là chợ Dương Đông, chợ truyền thống Phú Quốc. Chợ Dương Đông, dưới đây là cầu Nguyễn Trung Trực. Cầu này mà nếu mà cách đây 20 đây năm là dưới là chợ. Cầu này mà nếu mà cách đây 20 năm thì trước là có cái cầu phao. Là tàu nghe đi qua là cái phao qua, trên tàu nghe xong cái qua lại. Đó, dưới chợ, đó, chợ Dương Đông. Chợ dưới đây. Đây là cái biển sông. Tại hồi xưa là đâu có xe hơi đâu. Hồi xưa xe kéo đi, xe đạp đi, ta giàu lắm thì có xe máy đúc bây là 6-7 xe này họ. Nên nó đâu có cái gọi là cầu phao á. Dạ. Sau này làm thành cầu Phụng Dược luôn á. Đó cái hẳn luôn là những cầu à. Còn đường này là xe qua ra đến đường này là đường Bạch Đằng. Đường Bạch Đằng. Thì cái ngay đây là cái công viên Bạch Đằng nè. Và công viên này cách đây cũng 7-8 năm trước ghê lắm, không ai dám vô. Không ai vô à? Ốc chích thì... Ồ, ốc chích rồi luôn. Wow. Bây giờ nó làm dọn sạch sẽ rồi. Sạch sẽ rồi. Lót đá hoa cương rồi đó. Còn mấy cái dân mà... chích hít làm sao hết rồi anh? Chuyển đi hết rồi. Nó chuyển đi hết rồi. Vậy sao vậy? Còn bên đây trái là trung tâm bộ máy nhà nước, ủy ban công an, thành phố, công an. Ở bên đây phải mình là dinh cậu, dinh bà. Thì khách thập phương, khách mà Nhãn Lai là cứ ghé đó, cái đòn ở ghế đó thăm quan. Cũng linh thiêng, cũng nói chuyện cũng linh thiêng. Rồi chẳng có cái miếng, chẳng nó đốt nhang. Còn cái nhà trắng trắng này giống như một cái chiếc thuyền đó. Ờ đúng rồi, nhìn giống như cái thuyền đúng rồi. Dạ. Nhìn nghiêng á. Cái khách sạn này là Seashell. Khách sạn này là của em vợ hay em gái gì mình tính được. Mình tính được, mình tính được. Kia là ít có người tắm lắm, dạ, mười mấy người à. Biển đó biển được đặt của Kim Mơ rồi. Có riêng biệt hết. Riêng biệt rồi nên không ai vô người. Có mấy thằng Tây mà nó sạch lên Google, nó thấy biển nó định đi vô, đâu cho vô đâu. Thấy con biển nó đi tắt biển mà đi xe máy á. Bị bỏ dài chặn lại. Rồi đường này là đường Trần Hưng Đạo. Đường này thì đó, hai bên là khách sạn. Và bên đây phải là biển. Thì ở đây là khách sạn 3 sao, 4 sao, 2 sao. Giữa đây là xưa là con lương, giữa là giờ nó phá đi nó làm nó rộng đường đi. Cái đổ đá đây nó đổ đá nó làm cái đường nó rộng thêm rồi. Nó cái này đó là xưa là cũng được có cái vỉa hè đây là giữa đây. Đường hơi chật. Bây giờ đường này cũng nói rộng không nổi nữa.
hai bên thì giờ nhà bà bự không đóng tiền không sao nữa đó, đi đường này nó xe hơi nhiều, nó phải câu dắt tài lẹ lắm. Đây khách sạn Sinh Việt. Giờ bên bên phải mình là cái khách sạn là lâu đời nhất là Sài Gòn Phú Quốc, là lâu đời nhất của Phú Quốc. Sài Gòn Phú Quốc Resort and Spa. Trước đây là có cái khách sạn nhỏ đây là mà nó đặt rồi. Cái bản tổng thể đây là cái khách sạn cũ lâu đời quá, nó đặt đó. Thì trong đây đầy đủ quán ăn, đủ kích nước. Tại đây là dân kích nước vô đây ở nhiều. Hàn Quốc nên hải xá Hàn Quốc thì nó có đủ. Trung tâm đây ta ở nhiều hơn á, dạ, du lịch ở nhiều hơn á. Nhưng mà người ta muốn đi chơi với đời xa ghê, ta phải ót xe muốn lên túc lên chậm. Tung kìa, dạ. Rồi xong mình chơi rồi có một lần ra luôn. Chứ không phải nhưng mình ở mơ là mình chơi được nhiều lần. Đúng rồi. Còn nó ở đây là nó đi một lần một rồi, ta nó mua vé là chỉ có một lần thôi. Ra luôn. Bất tiện ha. Còn nó chơi, nó muốn mình chơi chậm, nó chơi từ sáng đến chiều tối, nó về. Cho đỡ tốn tiền. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn mình hết thì mình về, xong rồi họ mình nấu xe tốt điện ra chị anh tiếp đó. Còn này là phải chơi rồi. Từ sáng đến tối cái gì tay chơi. Nước ngoài đây nhiều quá, dạ, ở đây nhiều. Còn nếu mà không chơi mấy đó thì ở đây đi ra đảo đi chơi mấy giờ mình nói bạn 12 giờ 11:30 1:35 bay. Sao mình cũng 11 giờ mấy mới bay ha chị. Thì đi ngủ đĩa thì nó lẹ. Check in vô cũng dễ. Đi quốc tế mới lâu. Đi sân bay này nó cũng vắng hơn sân bay Sài Gòn. Dạ. Yeah. Sân bay Sài Gòn xếp hàng rồi. Xếp hàng đông. Xếp hàng mà làm cái qua an ninh cũng lâu. Tâm có gì đặc biệt không hay là chỉ là giờ dạ. Thành phố là hết rồi. Thì tâm thì người đó xung quanh là có đó khách sạn đi, khách sạn đi rồi. Còn nếu muốn đi thăm chơi cái khu chơi thì phải đi cái xa. Đi xa. Ví dụ như muốn đi phía Nam để chơi cáp treo này nọ phải đi 2 mấy cây số nữa. Giống như tụi anh là mình cũng đi bơ. Wow, thành phố đông quá. Dính liền liên tục hơn Sài Gòn luôn. Sài Gòn nó chia ra nhiều chi nhánh, đây nó nằm chung hết luôn. Cái đảo Phú Quốc này nó rộng gần bằng diện tích của Singapore mà. Ồ, gần bằng Singapore luôn. Nó hơn Singapore. Hơn Singapore luôn. Còn Singapore phải mua phải cái đường ống nước của thằng Malaysia về. Chiều dài mà từ Bắc Nam là 6 mấy cây số rồi. Đây là khách sạn Long Beach Center. Long Beach là nó vừa là khách sạn, vừa là khu mua sắm, vừa là nhà hàng. Ồ, sắp bên mall luôn. Tây đây đi nhiều ha.
2, ngày 3 ở bên kia. Còn cỡ 5 phút nữa là tới sân bay á. Còn sớm á, bây giờ mình muốn có muốn ghé vô tham quan đặc sản của Quốc, tham quan tí thôi. 15 phút mình cũng kịp ạ. Tới đặc sản Phú Quốc. Đây đặc sản Phú Quốc. Cá liêu quê. Tấm dễ vị. Bò kho phi lê 900.000 một ký. Bò kho lạc. Tôm khô 1.6 một ký. Đẹp quá trời, đồ khô. Cá dưới, cá sặc răng, cá khoai sữa. Bò ngư vi cá 5.2 triệu. Bánh khéo. Tiệm bự quá, không thời gian quay hết. Tiêu số bán 424.000 một ký. Muốn mua cái bò kho không? Đó, em đang mua, mua mực chứ mua bò đó. À. Đây là mấy hàng rượu. Đây là bánh, trái cây. Đây là kẹo coconut candy jelly.
sầu riêng sấy, durian. Mực Rimea. Mua được mấy món. Chờ chị về chị quay xíu. Mấy món? 4 món. Mực cảnh lát. Cái này là cá cơm rim dừa dứa. Cái này là gì đây? Mực kim chi. Cá mai sốt chanh. 453 ngàn. Mới mua sắm xong bây giờ ra phi trường. Giờ đó 10 giờ. Bây giờ đó chắc 10 phút mình. Gần 10 phút. Tới. Kịp giờ. Giờ đó khoảng 10 giờ nè. Tới đấy. Sớm nó cũng ngồi sân bay chờ. Giờ mới 9:53, giờ đó còn chừng 10 giờ. Thường thường là chuyến đầu là ta đi thẳng tới khách sạn thôi ha, chỉ có chuyến về mới ghé qua đúng không anh? Đi thường là chuyến ta đáp xuống người ta mệt mỏi, ta đi máy bay đó. Đúng rồi. Mệt mỏi ta muốn về khách sạn mình nghỉ ngơi. Dạ. Nên ta muốn ghé, còn về không? Về này, về thì ta muốn ghé để ta mua về, đem về luôn, sẵn ta về luôn, coi sách mình mỏi. Coi sách mất công, đồ đạc. Vậy trong khu thành phố khách sạn nào là thấp nhất anh? Khách sạn nào là mắc tiền nhất? Phải à, đây cũng nhiều. Nhiều mà. Sheraton. Nó ngừng. Cái kinh tế đang xuống ngừng. Bởi vì cũng ngừng đó. Sheraton Phú Quốc Resort. Wow, đất của nó hết à, bự quá. Đẹp quá. Không thấy ai tắm à, nó không cho tắm à. Không cho tắm. Coi thôi. Kinh tế xuống nên nó tạm thời nó ngưng quá. Em nó cũng mấy năm nay rồi. Ồ mấy năm nay à? Ồ chắc bị trục chặt rồi. Ở bên bên Mỹ có nhiều khách sạn nó bỏ luôn á. Ế quá đó. Nó bỏ luôn. Nó giao lại cho mấy tụi kia luôn. Sunset Bar, nhà hàng hải sản.
lớn. Thì mình đi cũng có cái nhiều khách sạn cũng năm sao á, ví dụ năm sao Kinh Như Con, Mường Thanh, Nô Nô Tiêu đi nè. Nằm ở ngoài trung tâm ha, thành phố ở đó heo lắm, vắng lắm, vắng tối ở đó là buồn. Mà mấy dân mà lịch sự người ta thích ở đó yên tĩnh nghỉ dưỡng ở đó, muốn tôi trung tâm với người mấy cái số mà đón xe nó xe nhiều cái chơi. Dân đây cũng tới vào tới chỗ coi nước cũng nhiều ha, chịu khó lái xe. Cái đường này nó nới rộng thêm nữa, được hai lane nữa, nếu nới được cũng còn đất á. Tương lai mà nó đông nó nới được cái đường, còn nới được thì nó cũng tính là tại vô sân bay là có hai đường vô sân bay, là có hai đường này và đường kia nữa, nên hai hướng đó. Hai hướng xe là vui á, chạy vòng vòng xe nó giống như chiếc xe điện, cái đồng hồ cái giờ cái nước mà xe nó sẽ điện đó. Không có thời gian vô sòng bài chơi coi như nó như thế nào, nó đẹp như thế nào. Chắc cũng bự á. Mới mở ha. Cũng lâu rồi chị. Còn lâu rồi. Phải hết chữ Corona. Ở từ lúc trước dịch mà. Trước dịch. Mà thường thường đó là dân tại cái từ Corona, tại cái con virus Corona đó này, là em tưởng là mới mở xong này. Con virus Corona là nó vào, là nó vào kính hành vi á, là nó như một cái vương miệng vậy đó. Cái hành vương giống như con cái vương miệng nên nó mới đặt là Corona. Dạ đúng rồi. Đó. Cái Corona này là ra đời từ hồi không biết lúc mình không biết có đẻ ra chưa nữa. Tại cái đi Corona nó là 1800 mấy rồi, nó ra cái đi rồi. Rồi. Mà sông bài đó chắc du lịch tới nhiều anh ha. Dạ, đúng là nước ngoài đánh. Nước ngoài đánh. Để thấy trong khách sạn nó để tờ giấy, nếu mà dân ở đây á, dạ, phải đóng 1 triệu. Đúng rồi. Còn nước ngoài á, là không tốn tiền. Gọi là không có bắt bo. Là mới vô là phải tốn 1 triệu tiền vé cổng 300.000 chứ mình nhập. Là dù mình có thích đang thất nghiệp, mình bỏ 300.000 nó làm cho mình chứng chứng minh thu nhập, chứng qua mặt để qua mặt nhà nước. Còn du lịch á, có passport không tốn đồng nào hết. Thấy lạ lạ. Không du lịch, khách du lịch nhưng mà phải khách cũng phải có passport nha. À, có passport đúng rồi. Nhưng mà khách du lịch mà không passport mà có chứng minh cũng vô cũng không chịu à. Ở Sài Gòn khách sạn nước ngoài là đi bắt 1 triệu. Rồi, tới sân bay ạ. Rồi, tới sân bay rồi, chuẩn bị về lại Sài Gòn. Cũng nhộn nhịp, có kẹt xe mà ở trên sân bay Tân Nhất. Sân bay Tân Nhất thì ra tới rồi đi cũng ngồi cũng một đường một. Nên là ngang đường lên mà bỏ khách thì đón khách thì cũng ầm ầm. Ở đây có xe Grab nhiều không anh? Dạ, ít luôn hả? Bây giờ tại ở đây là xe dụng nhiều, giống như gáp, giống như gáp vậy. Sài Gòn xe Grab quá trời. Quá trời. Thì gặp em lên Sài Gòn chơi toàn là đại áp gáp về á, có xe Grab thì tiện lợi. Đó là đến đây dưới mình gặp đi cho. Còn ga mà biết là nằm đây, ga biết đó rồi đó. Đón máy bay riêng á, ví dụ như
da hay gì đó là nó gặp ít. Xe đây chở tôi phi trường. Đây là sân bay Phú Quốc trước khi đi về lại Sài Gòn. Đây nó có bán boba tea, tea light. Fast food, lucky cafe. Xuống Sài Gòn từ Phú Quốc, bây giờ đi ra ngoài cổng bút xe Grab đi về nhà lại. Đang trên đường tới chỗ xe Grab. Xe Grab là nó phải đậu chỗ riêng biệt chứ không được tới chỗ sân bay, nên phải đi bộ qua.